Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề xuất chính thức mở cửa đón du khách quốc tế từ 31 tháng 3, trong lúc Việt Nam thực hiện chiến dịch tiêm chủng thần tốc chống COVID. Sau gần 2 năm đóng cửa biên giới vì đại dịch, Việt Nam bắt đầu cho phép mở lại các đường bay thương mại quốc tế tới 9 nước từ tháng Giêng và cấp phép cho một số hãng hàng không nước ngoài trong tháng này thực hiện các chuyến bay hồi hương người Việt, trong lúc nhu cầu người Việt về nước tăng cao dịp Tết. Đề xuất mở cửa hoàn toàn đón khách quốc tế từ cuối tháng 3 vì đây là thời điểm Việt Nam sẽ hoàn tất chiến dịch tiêm chủng thần tốc mùa xuân 2022 với mục tiêu hoàn thành việc tiêm mũi thứ 3 trong 3 tháng đầu năm nay. Việt Nam từ một nước có tỷ lệ tiêm chủng kém nhất khu vực, nay nằm trong nhóm 6 nước có tỷ lệ người dân tiêm đầy đủ 2 mũi vaccine cao nhất thế giới. Hiện người dân Việt Nam đang được tiêm liều thứ 3 với lượng vaccine dồi dào từ chương trình hiến tặng vaccine toàn cầu COVAX và từ các nước, đặc biệt là Mỹ và châu Âu. Theo báo điện tử chính phủ, Việt Nam đã tiếp nhận khoảng 212 triệu liều vaccine COVID, riêng của Mỹ là hơn 24 triệu. Việt Nam đã thí điểm đón khách quốc tế trong các tour du lịch khép kín với những hạn chế từ tháng 11 năm ngoái đến tháng Giêng năm nay. Đề xuất mở cửa từ 31 tháng 3, ngoài việc mở cửa hoàn toàn hoạt động du lịch quốc tế tới Việt Nam, cũng sẽ phục hồi việc đưa khách đi du lịch nước ngoài qua tất cả các cửa khẩu quốc tế.